Chào mừng đến với một cuộc phiêu lưu mới với Kia Sorento 2025, chiếc SUV mang đến sự hoàn thiện, pha cảm hứng thiết kế và công nghệ đỉnh cao. Thiết kế kiểu tư duy ngược lập hợp nhất, Sorento 2025 đưa chúng ta vào một hành trình của sự đối lập hòa quyện. Thiết kế mang đậm tinh thần táo bạo cho thiên nhiên, với mũi xe thẳng đứng và góc cạnh vuông vức, khả năng thăng bằng giữa nét hiện đại và sức mạnh. Đèn LED ban ngày tinh tế kế thừa từ phiên bản Telluride, tạo nên vẻ ngoại thất độc đáo và thu hút. Nội thất sang trọng, bước chân vào bên trong, bạn sẽ khám phá một không gian nội thất với thiết kế hiện đại và thanh lịch. Màn hình cong toàn cảnh tích hợp hai màn hình 12.3 inch, mượn định dạng từ Telluride và Sportage. Sorento 2025 không chỉ là sự kết hợp của công nghệ, mà còn là sự hoàn hảo với các màu ngoại thất mới như Midnight Red Blue và Dawning Red. X-Line nâng cao đẳng cấp đô thị. Dòng X-Line thêm sức mạnh và tính linh hoạt. Tính năng như khóa trung tâm, mái đỗ kiểu cầu và nâng cấp ngoại thất biến X-Line thành biểu tượng của phong cách đô thị mạnh mẽ. Logo X-Line xuất hiện rõ ràng cả bên ngoài và bên trong, làm tôn lên vẻ cá tính của chiếc SUV. X-Pro đối mặt với thách thức cao cấp. Đối với những người yêu thích khám phá, X-Pro là sự lựa chọn đáng chú ý. Với bánh xe 17 inch và lốp BF Goodrich chuyên dụng, nó sẵn sàng cho mọi địa hình khó khăn. Khả năng kéo lên đến 4,000 cân anh, làm cho X-Pro trở thành đối tác hoàn hảo cho các chuyến đi ngoại ô. Biểu tượng X-Pro trên cả ngoại thất và nội thất là biểu tượng của sức mạnh và sự chắc chắn. Điều hướng kết nối cao cấp. Sorento là một trong những mẫu xe đầu tiên của Kia tích hợp hệ thống điều hướng kết nối cao cấp sau EV9. Hệ thống này cung cấp trải nghiệm điều hướng nhanh chóng và chất lượng hình ảnh cao, với các điều khiển nhanh tiện ích truy cập dễ dàng. Chìa khóa kỹ thuật số 2.0. Thêm vào danh sách công nghệ là chìa khóa kỹ thuật số 2.0, cho phép bạn sử dụng điện thoại thông minh hoặc thẻ NFC để khóa, mở khóa và khởi động xe mà không cần chìa khóa Uli lịch linh hoạt và thuận tiện. Kiểm soát linh hoạt. Sorento có sẵn với hệ thống động cơ FWD hoặc AWD, duy trì sự ổn định và hiệu suất của mình. Với động cơ 2.5L4 GDI, Sorento mang lại công suất 191 mã lực và mô men xoắn 181 cân anh FT kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản X-Line và X-Pro có động cơ tăng áp 2.5L4 GDI cung cấp công suất 281 mã lực và mô men xoắn 311 cân anh FT với hộp số ly hợp kép 8 cấp.